Rồi, Nghệ Thuốc Euro Sài Gòn xin kính chào các anh em. Thì hôm nay em được em có tiễn được một cây quạt đến từ thương hiệu Sanyo, hay anh em gọi là Sanyo. Thì nó có model là EF30XL. Thì một cái dòng quạt VIP của Nhật ha. Thì hàng về là trong cái hiện trạng là rất là đẹp và nguyên bản. Điện 100V anh em ha. Thì em này nó có nhiều chức năng rất là thú vị. Thì em này nó giống như em đang để chế độ nó là quạt số 8 ha. Nó quạt lên, quạt xuống và qua hoặc lại. Đấy. Tốc độ gió thì rất là mát và nó cực kỳ im luôn ha. Và tiết kiệm điện kinh khủng luôn. Đấy. Thì anh em thấy nó đang quạt đấy thì nó ngửa lên ngửa xuống như vậy. Quạt rất là nhẹ nhàng, không một tiếng động luôn. Thì em này có cái thước cao lên là 1m25. Và là phải nói là nặng kinh khủng luôn, xách một cây quạt là tưởng nó rinh như cái cục sắt vậy đó. Đấy, thì em sẽ tắt em ngừng lại ha, em ngừng lại em quay chi tiết cho anh em xem. Đây thì nó lồng nó thì bằng inox ha, sáng giới sáng tròn luôn, bóng lừ. Đấy, thì quạt nó có cái sải cánh là 30 và lồng là khoảng tầm 37 ha. Sáng tròn hết ha. Và những cái logo nè, nó còn vàng ươm nè. Đấy, vàng ươm luôn ha. Thì em quay phần phía sau. Đây, thì phần phía sau đây. Thì em này nó có rất là nhiều điểm đặc biệt. Đây, như thế này. Thì nó có chế độ quay 50 độ. Chúng ta bấm vô đây thì nó quay 50 độ. Cho chế độ chúng ta xài trong phòng ít người là chúng ta 50 độ thì này, tốc độ quay qua quay lại nó sẽ nhanh hơn, không phải nó nhanh hơn, nó quay qua 50 độ thì nó quay khoảng một khoảng ngắn xong rồi nó sẽ quay lại. Còn chúng ta phòng chúng ta đông người, chúng ta bật qua 100 độ ha, là nó sẽ quay 100 độ xong rồi nó mới vòng về. Đấy, một cái điểm đặc biệt thứ nhất. Đấy, phần trên nè. Thì đối với những cái quạt nội địa thì em này đang sản xuất là 1985 với giá xuất xưởng cũng rất là khủng khiếp luôn. À, những cái này là nguyên bản thì người ta vận chuyển về thì có hơi chày nhẹ nhẹ nhưng mà không đáng kể ha, đó là zin nguyên bản 100%. Thấy những cái ốc ác, những cái nút này thì nhựa thì lâu năm nó sẽ có cái màu như thế này, tất cả là còn tem chữ logo đầy đủ hết ha. À, ống inox là rất là đẹp. Và đây là cái này là người ta vặn, người ta hạ cái đế này xuống ha, đó là hạ xuống đó. Xong mình tao phá lại toàn bộ đế chân rất là đẹp. Đây, đây thì cũng có một cái đường chày nhẹ. Thì những cây quạt cổ như thế này là quá trời đẹp rồi. Thì em này có cái đế chân ngang là 34 và sâu vô 35 ha. Và cao lên 1m25. Đấy, cao 1m25 là chúng ta quặn hết cỡ lên. Và đây là phần phía sau. Chúng ta mở, chúng ta nhét dây điện vào. À, đậy lại. Xếp xếp đi 1194 nè. Cái tem thì em vệ sinh nó hơi bị mờ rồi ha. Đấy, còn thông số thì model là nằm phía trước. Đây. Đây. Sanyo 30 là nó logo nó nhìn sâu sắc nhìn thấy nè ha. À, EF30 là kính rơm nút rồi nó còn sáng tròn hết. Đây là tốc độ hẹn giờ, thì tốc độ gió thì có 3 tốc độ gió, 1, 2, 3. Và đây là người ta tắt. Và đây là chế độ là người ta bật qua đây là nó sẽ quay qua quay lại. Người ta bật qua chế độ này thì nó quay lên quay xuống và quay qua quay lại ha. Đây em bật đây. Đó là chế độ quay lên quay xuống quay qua lại rồi qua bật qua đây thì nó chỉ quay qua quay lại thôi ha. Đó, đó thì nếu mà chúng ta muốn đứng lại chúng ta bật lên đây
đó, mặt bên đó là nó sẽ được lên ha. Nói chung là những cái dòng này thì em sẽ làm mà hàng tiễn đẹp khen cho anh em chơi trưng bày. Trước mắt là tụi em xài trải nghiệm và trưng bày trước, thì em làm clip chia sẻ cho anh em. Em nào thấy giá hợp lý thì anh em mua về chơi trưng bày rất là hay, rất là đẹp. Đó là màu trắng sữa. Đây là một dòng quạt quạt xe lớn cao cấp của hãng Sanyo ha. Thì cây này với giá em bán là tại chỗ là 4.8 triệu ha. Thì anh em nào ship thì với giá là 5.2 triệu, 5.2 triệu bao ship toàn quốc anh em ha. Khi mà ship thì có cần một cái thùng xốp rất là to để bỏ vào để bảo đảm được cái an toàn cho nó ha. Đó, cái quạt này quạt rất liêm, rất là còn cẩu ở ngoài nó hơi ọt quá. Rồi em xin kết thúc clip ha. Giá là 4.8 triệu tại chỗ anh em ha, và 5.2 triệu bao ship toàn quốc. Chào anh em. Rất là đẹp nha anh em. Rồi, em xin kính chào ha.